Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 12 tháng 9. Chương trình có những nội dung sau. Đắk Nông tham gia gian hàng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tại Cao Bằng. Cán bộ, người dân Đắk Nông quyên góp ủng hộ người dân miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Nhiều vị trí trên sông Cờ Rông Nô ở Đắk Nông sạt lở sau bão số 3. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hội nghị quốc tế lần thứ 8, mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương, sáng 12 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự cắt băng và khai trương không gian trưng bày triển lãm của hội nghị quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Cao Bằng. Ngay sau khi cắt băng khai trương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các đại biểu và du khách trong nước quốc tế tham quan gian hàng của công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Đông. Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm hỏi, tìm hiểu, đánh giá cao các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Đông. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Đông Tôn Thị Ngọc Hạnh đã giới thiệu tới Phó Thủ tướng và các đại biểu các sản phẩm nông nghiệp, ô cốt tiêu biểu, thế mạnh của tỉnh như cà phê, mắc ca, tiêu, bơ, hạt điều, sầu riêng và măng cụt sấy thăng hoa. Sáng 12 tháng 9, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phối hợp tổ chức lớp tập huấn xây dựng quy trình điện tử, trao đổi, hướng dẫn một số khó khăn vướng mắc trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Tham gia lớp tập huấn có 347 học viên là công chức, viên chức các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn là cán bộ đầu mối triển khai, trực tiếp quản trị, vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Các học viên được hướng dẫn nhập liệu trên hệ thống một cửa điện tử, dữ liệu dùng chung, danh mục một cửa, cấu hình thủ tục, đồng bộ, thích hợp, tiếp nhận xử lý hồ sơ. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, sử dụng phần mềm hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã và đang chung tay hướng về bà con đang gặp muôn vàn khó khăn tại các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3. Thực hiện lời kêu gọi của Thường trực tỉnh ủy, mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trong những ngày này, các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã hướng về đồng bào miền núi phía Bắc bằng cả tinh thần, vật chất. Tại các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức người lao động đã trích một phần nhỏ thu nhập của mình để đóng góp ủng hộ người dân miền Bắc. Nhiều tổ chức từ thiện, cá nhân đã đứng ra quyên góp tiền, nhu yếu phẩm thiết yếu thành lập các chuyến xe không đồng chở lương thực, nhu yếu phẩm của người dân Đắk Đông quyên góp ra miền Bắc giúp đỡ người dân với mong muốn chung tay khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra. Do ảnh hưởng bão số 3, trên địa bàn huyện Cờ Đông Nô những ngày qua, có mưa to trên diện rộng, gây thiệt hại một số công trình thủy lợi, cây trồng của người dân. Cụ thể, tại khu vực trạm bơm số 1, số 1A cánh đồng đắc rền, xã 5 Nờ đi bị sạt lở thêm 30 mét, sâu vào bờ 3 đến 5 mét, nâng tổng chiều dài sạt lở khu vực này lên khoảng 330 mét. Một số vị trí khu vực bờ sông có hiện tượng sạt lở rất phức tạp. Sạt lở cũng xảy ra tại trạm bơm số 2 cánh đồng đắc Dền. Chiều dài sạt lở từ bờ sông thêm khoảng 20 mét, sâu vào trong từ 2 đến 4 mét, nâng tổng chiều dài 170 mét. Cũng tại cánh đồng đắc Dền, xã Nâm Nờ Đi, khoảng trên 20 hecta lúa và hoa màu bị ngã đổ. Huyện Cờ Đông Nô đang tiếp tục theo dõi, cảnh báo nguy hiểm để người dân biết có những giải pháp tạm thời bảo đảm an toàn công trình. Công ty Thủy Điện Buôn Cấp vừa có văn bản gửi các đơn vị chức năng hai tỉnh Đắk Đông và Đắk Lắc về việc dự kiến xả điều tiết qua tràn lần đầu hồ chứa Thủy Điện Buôn Tua Sa. Hồ chứa Buôn Tua Sa có dung tích chứa hơn 522 triệu mét khối, mực nước dâng bình thường đạt 487,5 mét. Đến 9 giờ sáng ngày 12 tháng 9, mực nước hồ đạt hơn 483,4 mét. Lưu lượng nước đến hồ đạt 200 mét khối trên dây lưu lượng chạy máy là 0 mét khối trên dây. Sáng 12 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khu vực Tây Nguyên sẽ có khả năng xảy ra một trận mưa lớn từ ngày 13 tháng 9. Hơn nữa, khu vực Tây Nguyên hiện đang là cao điểm mùa mưa lũ. Với tình hình khí tượng Thủy văn và tình hình khai thác hồ chứa hiện nay, công ty Thủy điện buôn cấp dự báo lưu lượng về hồ chứa buôn tua Sa có thể tăng và duy trì ở mức cao hơn lưu lượng máy chạy tối đa. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại